Quay lại rồi à Linh? Lại đây nào, lấy chút nước. Chị ơi, tụi lên ăn chưa? Đi đây. Đấy quá. Bố lên anh Trung ơi, mình bắt kịp cái bọn đi đầu rồi. Các đồng chí đi trước làm gì hả? Các đồng chí đi trước để hoa tiêu. Hoa tiêu cuối cùng lại vẫn gặp nhau rồi, đội này là hoa tiêu trước à? Sữa. Lấy sữa đi. Mẹ hai cây nữa đây nơi anh ạ. Nhìn thấy toàn gà cửa chuồng. Anh em ra lên tiếp à? Một đã. Từ nãy giờ được khoảng mấy cây anh Cáo? 3 cây chưa? Chưa. 2 cây. Sao rồi cô? Vượt đuổi rừng. Ít con mẹ hai thằng tranh nhau nhất nhì, chạy lại mẹ trong rừng. Cuối cùng là để cái team này lên dẫn đầu luôn nữa. Vâng anh ạ. Nó mệt quá, mẹ nó đưa cho cả bộ đồ của nó anh như thế chưa? Đi qua cái nhà đấy bẩn vãi lều luôn.